Okay, ta tập đàm môn dương đo nịch ná dương âm mưu video dương to bình muốn ná nè nhóm record đo thầm tập qua tìm coi mấy lâu dương một chôn mơ ủ tổ hồ nịch buôn trịch bùm bầy mà đo ná tệ tôn chú môi nó một cắt riêng là so ai như vậy ná bà ta nông ca chạy dương thơ mạch nó nít đây dương ở toàn riêng to là vì khi kẹt ní rô một cắt đi ná ta mê riêng này chăm copy to ta nít mê riêng design ná thì nhỏ toàn rư chăm nhóm dụng nó nhập học nông cổ rô bây cập án thế nè đi dài nhỉ. Dài một cắt và tôi vẽ đi dài nhỉ và chỉ tất khỏi tận đi nhom năng số bị chọc chỉ cục thì buồn nhớ và hay đặt nằm chỗ vĩnh khai môi nó dừng chập ram sau về mà này nó dừng chọc chỉ cục thì ram nó dừng chọc chập ram họ sau về đó đó là pi thì set up hơi cho nó làm thì là pi thì set up set ba nó làm thì nó thấy nó sẽ trâu là đấy này và mẹ đây ở trên set ở kia dân set dân dân áp dân đó và tỏ và nó dân mơ ủi thò này thì nhá nè ủi thò ra nhung miên một cặt nhung mua vậy cái đi giá như vậy đó ngay đó một cặt nằm về so ai này kẻ ở dân chạy lang vĩnh thật tao một cặt của bộ phận năng này tầng thèm tập bộ của bốn tầng này nè tao miên mô mong việc thôn việc của màn á mô mong phần của cầu nâu sàn việc trong cầu đây lại khả nạp sai cáp của con nhóm bà tam bọn định thân đến và ní tam rụp ní ná một cách để dùng dùng màu design ná và hay sai cáp để dùng bà chuyên nguồn đọc bộ bày được sáy bộ phết bộ sổ vẹn vai ở strain tại đây lá và các bạn ní nhóm sẽ khỏi sổ vẹn vai ở strain này sổ vẹn strain vai ở ná và mình làm mà strain được viên bờ dài không nặng đó ní dễ bị chết ạ là bất sở vẹn vai ở strain cái tí nữa và ấy đi của vai của sân tập hiệp phân nhóm này DP phân nhóm là DP này DP và thom phân nhóm á bà đòi này đây đã nâng cứ mà anh đi rô bị khổ mà này á cứ mà tập phì là sai cá bị rô bị khổ mà này bí và thập bật thom rô bị khổ mà này hay cầm lắng tìm sân tập hiệp nhưng tha nhớ cái này cái kẹt này hơi ấy cứ cầm lắng cáp không đọc bằng bài sai nó cứ thơ ca bàn tập bằng hán nè không mà sai bàn tự bàn ta mà đọc tàu nữa nè và với tàu này hay stream bê tông này dân yêu brass rập nấm cứ 500 ksc 50 megapascal nè và mà lâu dân mở tên là việc chạy kìa nó mới nói mô mê nữa phẩm hán cha nên nhóm sáng tình này vào với một cách để nhóm trọc ráo tự tân phèm tắc flang á tự tân slap phèm tắc tầng nông bi lập dữ cứ ta mà tất cả lại và hay cặp bùa vía cặp bùa tầng từ nông đoan móc của bốn tầng tái cặp bùa slap ta mà tất cùng phần đấy nhá và sai ca những đạn thì trong ngày chạm chất những đằng ấy những độ móc tại nhà anh ấy một cặp dương cặp bùa chạy chụp pi móc những cặp bùa đó những chạy chụp pi ba phần này và bán những độ đi vật phẩm đi móc những khơi trong ngày để profile bị thẹn mà xì mồ tình này anh ấy chia riêng stress distribution và riêng viết á anh ấy nhưng mà toàn đăng thao viết lẹ châu mà này ở đây gọi anh nhưng son là mặt tập bộ cô đúc son là mặt tập bộ ta bật tốt với thơ cá thẩm slab là ấy đó bây giờ tôi thơ cá thẩm slab những đi dán gì ấy riêng rectangular đá đó tại bộ viết lẹ một châu tuần nông riêng viết chia sọ tè sọ thì là ấy đó và hay những ca kẹt nít đôi AC chẳng những chay cái gì web chay chứ và chẳng nói đôi chỉ nhông kẹt nít tập bộ đã toàn châu để chia rectangular ra bật tốt với tạch chúng tôi tính là slab viên nó lại slab nó bê tông với nó thơ ca bàn tục bàn chứ việc toàn thật lẹ mà khổ bây giờ bê tục yên khăn chứ nó cứ ở đây tục đánh chua vậy cứ thở trôn mà không tận hồn này chứ là bây giờ chạy nhưng chạy tam một cặp xó thì xó tê nó mới nhé và hãy viên tỏ ở lâu dùm xong tình lấy tay cho nhóm sật tam tả răng tì bì cho buồn mê riêng môn môn dường ná dường bà là hạt sở vên vai ơ sren nắng một cặp đọc bì chuẩn bà lì nâng á, chuẩn muốn đọc bằng bài giờ say chẳng dương mơ tình này đại công việc FPU vốn viết dương mơ tớ khơi đọc bằng bài chuẩn cũng bờ tàu rồi có những cái kỳ lỗ mà nó mà mơ riêng đấy mơ bài bòn và ra sản xuất của lâu hay cái lạp tây này và FPV này đi ultimate anh ấy dìa vì dìa thầm mà bộ môn đọc tàu riêng này bởi ta đọc bài ultimate lắng lòng bài đọc tàu riêng đấy và đời đại dương nhất đại dương bay đời cao chứ tay ultimate ai đo phạm phòn buồn rồi phạm rồi vậy đó
tam pet đai ba hay a ni fpu ñom tơ sê ni fpu jeung chi stress phan vi na stress jeung ñom yo kamlang vi mo kamlang ultimate vi chai chmuoy ng la ptei phan vi mo ban chi stress phan vi ka pet a ni ñom sê bơ chrah tik đô chê lo jeung na ñom revive lang vĩnh tik f tốt jeung tang oi pịa stress trâu chưng vây pê da jeung an sapo ong lê kê sê f tốt jeung pịa stress ha ba hay f thom jeung tang pịa chi vi chi kamlang vĩnh na chi point load đi vĩnh តែនេះខ្ញុំចូលសរសេរអញ្ចឹងណាក៏ប៉ិតយើងត្រូវ F តូច FPU តូចស្មើនឹង F ធំចែកឯក្លាបទៅនេះវិញណាបាទយើងមើលសំភៅអង់គ្លេសទៅវាស្រួលវាស្រួលជាងដូចគ្នាណាព្រោះអី F តូចគេតាំងដូច stress បាទតែពេលនេះខ្ញុំច្រឡំសេ F ធំបាទហើយក៏តែរូបមុនការតាំងយើងចង់ឲ្យដូចសំភៅអង់គ្លេសគេយើងនេះទៅវាស្រួលទៀតបាទបន្ទាប់មកខ្ញុំចាប់ដើមរកផលធៀបនេះបាទ FSE និង FPU ហ្នឹងនេះខ្ញុំរកផលធៀបហ្នឹងដើម្បីអីនេះឃើញហ្នឹងអានេះអានេះខ្ញុំសេះអសតូចទៅពេលនេះខ្ញុំមកសេះអសធំពេលវិញយើងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងកែហ្នឹងកែអានេះ F ធំដាក់ F តូចមែនណាអាឡៃ F តូច FPU តូចដាក់ F ធំវិញមកណាកែនេះណាអានេះដាក់ F តូចមកបាទបាទថាយើងចែកវា300គេតើវាធំជាង 0.5 ឬក៏តូចជាង 0.5 បាទវាតូចជាងយើងប្រើសមីការដើម្បីរក FPS នេះណា stress point សរសៃការផងយើងនេះបាទយើងប្រើសមីការនេះនៅក្នុងសំភៅ PCI use design aid ដែលខ្ញុំប្រាប់ណា 5.14.3 សំភៅ PCI បាទហៅថា prestress ណា prestress pretension potential ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគឺដែលយើង design ពួកប្រភេទស្រ័យការរបស់ហ្នឹង slab ធ្នឹមមុំមុំយើងអត់ដែលភាគរយវាអត់ដែលអត់ដែលតូចជាងហ្នឹង 0.5 ហ្មងអញ្ចឹងលើ0.6 0. អីយ៉ាងហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងពីច្រើនយើងប្រើសមីការនេះមកបើវាតូចជាងណាសមីការនេះយើងស្រាំញ៉ាំតិចណាបើមើលទៅនេះចំណុចហ្នឹងឃើញសមីការគេស្រាយមើលសមីការហ្នឹងបាទតែជាក់ស្ដែងសំឡេងល្អយើងកែនេះទៅដាក់ចូលលក្ខខណ្ឌហ្នឹងឯងកែនេះទៅចូលឡើងនេះធំជាងអញ្ចឹងខ្ញុំថាប្រើសមីការនេះមកបាទ use the flow equation ណាប្រើសមីការបាទហើយ F យើងរក FPS តែ FPS ចូលអនុគមមួយទៀតនេះវាមានចូលអនុគម Gamma P បែតាយ Gamma Omega ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមរកម្ដងមួយខ្ញុំរក Gamma P មុនណា RP ឬ Gamma P ហ្នឹងតែវាជាប់អីគេវាជាប់ក្នុងអនុគមមួយទៀតនេះ FPY និង FPU កម្លាំងវាណាចែកតើវាចែកវានៅចន្លោះប៉ុន្មាន 0.8 ចន្លោះ 0.8 ដល់ 0.85 ហ្នឹងគឺយើងយក Gamma P 0.55 មកប្រើអានេះយើងកែនេះតាមកូដសេរី2011ចុះក្រោមប៉ុន្តែបើកូដ2014ឡើងទៅយើងមិនបាច់រកផលធៀបទាំងទេយើងយក Gamma P អូតូម៉ាទិកមកគឺ 0.28 ណាកូដ ACI 2014សេរីក្រោយណានៅក្នុងមេរៀនមុនខ្ញុំនិយាយប្រាប់ម្ដងហើយណាយើងអាចបើកវីដេអូឡើងវិញស្ដាប់កន្លែងហ្នឹងទៅឬក៏បាទនេះខ្ញុំកែនេះតាមកូដសេរីចាស់ឡើយខ្ញុំឲ្យវាដោះស្រាយយើងយក 0.4 មិនដាច់បើយើងយកកូដ ACI 2014ហ្មងយើងមិនបាច់មកកែនេះកន្លែងហ្នឹងទេយើងយក 0.28 មកប្រើមកវាប្រាប់ថាម៉េចក្នុងកូននេះប្រាប់ថាពេលដែលអានទៅវាណែនាំ FPY ឆែក FPU ហ្នឹងគឺត្រូវតែធំជាង 0.9 អត់អាចតូចជាង 0.9 ទេតូចជាងក៏យក 0.9 មកប្រើដែរផលធៀបហ្នឹងបាទអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងតម្លៃវាពេលដែលធំជាង 0.9 គឺតម្លៃ 0.28 បាទបាទហើយតែក្នុងករណីដែលយើងប្រើគេពួក 7 wire strand ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើង design យើងប្រើហ្នឹងញាប់មែនទេបាទតែយើងប្រើជាងរកសរសៃធម្មតាជា wire ជា pre-stressing bar ផ្សេងគឺយើងអនុវត្តតាមរូបមន្តនេះប៉ុន្តែបើយើង design ពួក potential slab ពួកប្រភេទពួកធ្នឹមហ្នឹងប្រើ 7 wire ហ្នឹងគឺយើងយក 0.28 មកករណីដែលថាយើង design code ឆ្នាំ2014ណាអាហ្នឹងពេលអានសភៅគេខ្លះទីឃើញគេយកអានេះមកឆ្ងល់ហើយមិនខ្ញុំសេច្រើនណាស់បេតា1នេះខ្ញុំរកតម្លៃបេតា1វាប្រែប្រួលទៅនឹង FPC បាទ FPC ខ្ញុំតូចជាងឬស្មើសុខ300 KSC យក 0.85 ប៉ុន្តែបើផនខ្ញុំធំជាងគឺវាចូលលក្ខខណ្ឌនេះវិញមែនថា maximum នៃ2ហ្នឹងអាមួយណាធំយកមួយណាមកប្រើបាទណាបាទអញ្ចឹងបន្តមកខ្ញុំជំនួសទៅចូលបានបេតា1ស្មើប្រមាណ 0.69 អូខ្ញុំចាប់ដើមរកភាគរយដែករបស់ខ្សែកាផងយើងភាគរយរបស់ខ្សែកាផងយើង
đôi khi tôi đang rủ muốn AC chẳng nè clap tay bởi dân dễ bị AC ấy kể rốt mà AS chạy bị BD vậy đấy và anh ấy đây khi còn là P clap tay chia clap tay phần sai cả bộ bài sự tập tiếp có bộ bài sự tập tiếp phần thì tăng phần cả như này đấy và chả đi APS phần nhóm cứ mình mà anh ấy nhóm C đô biệt hạ total sợ mình ra chuyển sai cáp những phao của mình với dương phong để đi giá dương phong tại analyze một cặp dương thôi một cặp dương đặt của mình là sai đọc bầy dài chân cả lạp tây theo con dương luôn tận đọc bầy và mà ở lớp nhưng chắc đam rồi lạp tây biết không con dương luôn sai cáp thân nhóm làm bầy sai bà mình lạp tây sầu và từng đây nhóm đặt mà tập mình đấy mà đi phần nhóm nè mà nhớ tọ má nhóm chuyển đồ châu luôn nhóm ban rô thì phần nhóm và nó còn tích cho mấy kẹt phê để dân kẹt này a xí mình rô mặt nè đây đây cho ngon đấy đây này cái kẹt này a xí á và chạy với rô mình và tôi chỉ rô mình nhưng do rô mình ở bà đây và thông chỉ rô mắt nhưng do rô mặt thầm rô mặt ở bà đấy và nó bộ sạch đại nàng phở một tay nó còn ít dưới sạch cái sạch cả đó đấy và chân ngọt miên và rụ muốn là mình chạy rụ muốn là rô mình rô mạng cái đấy ở đây dạy đáy nhưng chạy nên ở đây và họ ôm ghé môn tổ bố nhưng sao là mất thá thân âm phân nhóm này một cách phân nhóm nhóm ọt miên đáy của nó thọm ra sao là mất tổ bố đó và những kẹt miên tổ bố dần bê đã ọt chốt dưỡng chạp đam đạc đáy chùi đấy bê đã miên bình bánh hà craig ấy khẳng lơ hàng cao mới nâng chạp đam đạc đáy chùi và bê đạc đáy chuối đạc đáy của nâng chuối cứ tầm lái đi lấy số này chỉ chạm nam kẹt như là quỳnh mình là quỳnh và tầm bốn nhưng son là bọn sơn á và đó ở lớp nhưng đó fps ba đấy nè chuyển ô châu rụng muốn đang máu ba tầm lái fps mà và tầm lái strike phân biệt strike phân sai cả mấy bên nhưng đó fps nhưng đó fps là bên nhưng đó được bọn scott a phân nhổ mà thì tăng là nào và đó a khơi rồi ghê khơi dương đang một cách dương thứ ca chỉ riêng ấy hay rô mô mong thôi nha đó. Chẳng việc đánh tam tình ca mò họ em phải nhầm rô bà nhầm tục sấn môn tổ bố nhầm xoan mò thầy ghế tổ mong sẽ có nhóm nâu khăn ông slab nhầm lỡ gì ở tòa này thực lý hết á ca xoan mò kẹt nế gư ở tòa dương nhầm xoan mò dần bảo vệ châu lại khắn nhưng mà kẹt niềm đồng tiền hả lỡ nhầm xoan mò thầy vì nâu khăn ông slab tổ chiếc HS HS cư của buộc slab ấy tổ đặt slab con dương nè và tổ mắt nhom chặt ram nè sau đó mọt chắc nhom nè nhom rò e nung sần nè rụ một nè nè đôi nung a si đi kia nè họ nhom chỉ rò an e an mán tập buồn chiền nè cái nhom sau đó mọt buồn bốt thật tiệt chiền mới tại chỉ rò chụp bơ với ghế rectangular chân thầu ấy e với tôi chiền này mình làm việc thứ cá nó không slap thì làm lại chứ thành chưa là tại vì việc lẹ mỏ làm lại ế vì mình làm lại phần nắng việc thông chơi đấy việc lẹ một nông tuần nụ chứ về như việc thứ cá riêng kia soi cái soi thì ok và to mà tiếp nhom chập đam cái chạy mơ ôm gặp phi phân nhom rủ môn đi chỉ nó chôm á bàn mà mình làm mấy ba vì tôi chiên xôn chơi sao mỗi ba ta mỗi cái nhóm bọn do này cứ nhóm do xôn chơi sao mỗi ba ta mỗi là đấy và chắc đội mô máu cột nhưng lo khơi bàn mà này thì nó trôi lắm này màn táo bây giờ đã buồn táo chỉ thơ ca bàn bày nọ được say nữa và nhưng chạy mơ crack mất miếng cát crack là nắng ấy nè chẳng phi mà những tờ thông chưa mà mùi chạy phi rồi ấy âm sĩ à tỏ mà nhóm chuyển đổi chôn mà nhóm chạy đó âm sĩ à và nhóm anh ấy sẽ rủ môn này dương vừa vô là hơi nó mê riêng dương nó lực bạc vừa làm quýnh và tỏ mà nhóm rô mô mòi nạ sĩ vân vía làm tay vân vía và chuyển đổi chôn rô làm lại mùi mùi mà bán nhưng bán âm sĩ à phải dùng bán và này chẳng nhóm chạy mơ nhóm cho lại khan tha ba âm si a phần nhóm để chúng con thay một phay phía rồi về điện ba vì cái
vì tô chiên rồi còn small phim ấn mình thằng ok đấy đấy phim ấn thông chưa được small nè chẳng đi certify một cách nhất ở bên bàn hà được cái này tại bao ni hỏi cứ ở certify nhưng tôi đã đồ một cách đấy đồ một cách là như thế rất là ai đặt đại chui sân của bạn này nó bị thi sát miền 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 tì đó ai đặt đại chui đại sai đại những thòm lá nó đặt chui dần tụt cho tiền ót và bỏ ót nhưng mùi tiết ai cài của phù profile những hiện rung lãng từ lờ thì tớ và chui ấy, và tệ tôn bị crack ấy nâng chờ mình bà nhà rồi ok anh ấy dân chạy thầm nâng thì tiết đôi chơi kháng khổ đôi thật ra là ụt hoa to về nắng này buồn chụp bệnh đá nhóm đặt sai cáp cho luôn phải bày sai mình mấy phòng mà nó sai đọc phòng bày nó lỡ nhóm đặt một phải bày mình tao với bên bài hai cả là ụt hoa đó nên nhóm kẹt như xạ mờ và thật ra là ọc nè anh ấy nhóm cu rung pháo vậy mình hai bị lẹ châu lên ghế thì là so thì lẹ châu từ nông rồi đấy và những khi mơ về riêng với riêng mà chẳng hề so thì ấy và nó bây giờ bài nằm lại với một phá nè nằm lại bác sĩ F phân dưỡng á Pression phân slab phân dưỡng nè đó là lại như chảy nó bây giờ sẵn sàng lại slab với đó lại tuần nông với đó slab với nhìn riêng với chảy anh ấy là nâng của bố má nó còn những cu cắt scale thảo ấy nó còn những cu son ở mắt ấy nè tại ủ thọ nó cứ vì riêng với lại chỗ so thì nè nằm son ở mắt ở băng cắt ê mấy thật tổ chinh của là slab nông con nhóc ở đây việc tôi chỉ bị thông chiên và bị thông chiên chắc bị lẹ mòn bị thơ ca này lẹ cao khổm này đó. Và đợi một rồi đợi một đấy nè to ở đi giờ đái lên này kẹt nia giờ đái lên mà ở đây nhầm tiền lương thì chứ đó kẹt nia mò này cầm lại AP dân giờ đái lắm bài ta mua dân giờ đái và rồi này lông mình muốn son là mọt thì cái hoặc miền này thế và nia nia thế tôi chỉ ở bên cạnh này pop ấy này thì xịt sần khách nhầm lại e những kẹt này mất hình mạng đọc phần chiêng mà tập phần là anh ấy hình mạng không có niềm tin mán mà hôn giếng này và một hôn này chứ bị trâu lắm so thì họ cho so thì kẹt này thôi mà nhỉ nhầm ra mà đôi chân đang ca son mọt chứ ngọt đôi ca son mọt chứ nhầm lại đọc mọt sọt e với nhầm rụ muốn đi nhầm ra lấy ba này hả bà nhưng đồ rủ môn của ấy mình ha compression bê tông nâu nông tổn nông với chui thơ ca đây đó đấy vì lại chia so thi đó bà men là slab ấy vì lại mà tổn nông thân môn như vậy phân như và chắc là bây giờ mấy ca equilibrium với có thảo tạc đồ này nè này và bộ trộn nia mình mấy ha cầm láng tiên phong sai ca phẳng tháo mà mấy ca làm nâng viết tơ à bọn Scott phong slab bộ chùm mùi nâng compression phong vệch tổn nộ đấy bạn viên lùm nâng à chứ anh chạp đam rồi mà đồng tiền CF mà đi bạn bấy đi xong trên bài bạp FPC đó HF BF đọc BW chảnh đọc PCW hơn chứ này và CPS này anh ấy chứng đây tên tốt được dân viên AC chứ bên lẽ là nông giả so thí á lẽ mòn so thí thì chạy được nè nè ru muốn e thay để dương mình men việc đại việc thứ ca chia thi sinh sản mình men chia rectangular đó e small phần này bảy chiến và chẳng đời xa một cặp dương ấy kì việc thứ ca chia cái này cũng láng tiên thì ca sọt phần dương á nó mình tóm cặp mình không tổn nùng nùng chúng ô mày ghé để dùng tiêu toát dùng tiêu toát ô mày ghé lại web đại từ nông đến cái web nó ô mày ghé PW này và tiêu toát hai em điện và chế độ muốn đi cái smart này nick chỉ nuôi châu đã đập biệt W với nhé và hay ô mày ghé PW nâng ro PW này dùng ro tam là ro đi cái gì á tam đôi chặt con cái thòm là chứ có anh đạp P để dùng sắc xa đặt tấn phần nấm dùng phần đặt tấn phần web ở đây BW này đây và họ ta APW này nhưng nó tam là bạn mà tay đây nó không từ nông nông con dưới này này nhóm tiên tam của mấy ca đi mình đấy APW grab tay tay bạn mà tay nó không từ nông thớm côn ở strap on tay nó không năng lực nghĩa từ nông thớm đấy mà smart đi
ໂຊຈິດໄປປັບ P à P nắng dân do mùi na để tách chân kì chẳng bà đi thông chuyên sôn chuyên xa mùi bài ta mối gọt dò này dân do sôn chuyên xa mùi bài ta mối ở đấy và dạ con mất sôn chuyên xa mùi bài ta mối dân mát sôn chuyên hồng bốn mấy nhé đúng lúc hình mà đúng đấy và ở chân mô mong phút bậc cao âm ân phân dưỡng và khinh mà ma nè dân đi dây ghế CFO CW mình ha còn lắng dân nguyên ta một bố lại slap chung với gì ta đọc bè đi về bật tục về trốn về thật lẹ mọi ghế bao tổn nồng và dân dân tổn nồng một chùi đã nó thay em tiết tao bật tục bàn mà nè chân với thời gian mà lưu hàm môn đấy hàm môn mà tùy hàm bớt chút bố nó chật anh mà còn là gì thế mà ra dương oi cũng lắng đâu không tụi nóng chui thay tiền đấy mình bố à bây nọc cái sai ní vì thời cá thì vì tao những thời cá thầm không slap nằm lại ở đấy về là dương đặt bay bay từ sai mình ha như đặt sai cáp nhưng đặt sai bố đặt chỉ muốn sai cáp chứ nó bà con chỉ bật tục mau bị lơ cho nó đây mà giờ đi giải cái chỉ muốn sai cáp chứ đó nữa còn cạn này ní hết và về dương cho từ cá cái này về là chạy mới là bật tục nhưng đang cái về là cái đi giải một cách thôi à mỗi phở một cách đây tập hẹn sai à mỗi thích một phần bảy sai chứ có chạm đây phần bảy sai tục bị thống mày à chứ đi nghĩa P là ní đề nhóm kẻ này ní khơi nằm bay đọc sai âm ấn với ban tập bây giờ đọc buồn tao chi nghề phần tay là P nhưng thay hẹn được sai chất lao một phần bảy được sai âm ấn còn viết lao đó mà một cách ít đôi khi đọc lao đó mà P rồi mà nè cái nào đây นี่เปียหาปั่นครับมันมกัดอีกนี่พอใช้โมมองเครกมันมีปัญหาให้รูปมันตะดายแล้วอดไทยนะตุ๊บจุ๊บเหมือนกัดปะท้อยปะกาวบ่าเวลาญุมปะไทม์เอาให้ไทยบ่เคยเปียรอยเดียดตอยเคยเปียรอยเดียดได้ให้ล้างดอลาม cặp bất chấp đấy người ta cũng muốn đập tao mà nó không muốn tao vì crack ở đây bàn tay và nhóm chai chỉ nắng cả này là mình tục lên nắng tiết chẳng những một cả những tổ tròn chứ một quân mọi việc một phây phía rồi thiệt hay do một thiệp một giờ thiệp một giờ một tay chỉ cắt bật thôi thiệt cắt bật thôi đập phía rồi thiệt nè chẳng bị lãng xam sau phía rồi ở đây nè tam cốt bây giờ chẳng chẳng ra là những kẻ như tam cốt đó ra chạy đấy nhưng bàn tay giờ đó nó ai lôi thầm môi chỉnh đọc pram ấy môi chỉnh đọc với công an và giờ mối hiền p nhỉ mối là nhưng ai nhưng do khóc cốt mà và tái p là nè khác đôi nhưng đi giả như ok chứ ok là do nhưng còn một nhưng đi giả như ok cái trái thì mình còn sao thành cái trái cái xu như là trong mình rụng một nó này do mà bị nè à cắt thôi con này chứ mình thay này và cắt rụng một con này mà và cắt cổ này mà à cho ai bên kia mà tránh và chứ người ta nhưng kẹt nếu bị lỡ cái sẽ nhưng xe phép cái trong kẹt nia tam cột ấy gì ai bay động bay làm ấy vận chân mày đấy và chính thầu follow tam cột và ở đấy ở đang dừng lại đi bán này rồi bán này dừng tam cột cái tầng và nó tam stock đá tay phải dừng lại bên stock đá đấy chơi được kẹt nia là bạn đi nia chạy đi nia mấy con crack đi nia và còn đi nia đấy và ok rồi mà mơ u tò mơ tiết ni ai pe tốn ai ăn này bán nó cho này nè su su với nhau nè bà vợ yên tất nhiên mình slow slow tích nhưng chụp nia sau bàn chụp nia đây lâu mấy một cặp mấy nhung phá bao đi thành tân đấy lâu nhung đầu đã ấy mình u tò buôn chuyện bảy dương hàng lợi nhưng đã ăn bao mình người ta dương ở ban cái nào thiên nhiên á mà hay chạm mơ ta strength con viên này à mô mong này bị tục này nó không luôn viên đó
ตบบ้านประมาณอืมอ๋อเป็นคะแนนนะ AY ดึกนึงอ่ะนี่บ่าก่อนโดประเภทสายกาไปนะก็อันบาวประปอนเวนะบ่าនៅក្នុងอันบาวគេប្រែថាម៉េចក្នុងកូដគេតម្រូវឲ្យយើងដាក់ដែកអបបមាជួយដែកមីនីមុំមិនវាណាដាក់ដែកជួយពីខោកាពីបើយើងដូចក្នុងបំពង់យើងបោឌិតយើងដាក់ក្នុងបំពង់ក្នុងបំពង់យើងបាញ់ក្រៅឈីងចូលអញ្ចឹងវាបង្កើន strength ឲ្យខ្លះហើយហើយមានបំពង់ពីដៃជួយតែនេះអត់មានទេបាទអត់មានអញ្ចឹងយើងកែក្នុង code SI ក៏ប្រាប់ថាកលាផ្ទៃដាច់ minimum ដែលដាក់ហ្នឹងគឺ 0.004 AT បាទហើយ AT ហ្នឹងគឺជាអីបាទ AT ហ្នឹងគឺយើងយកពាក់កណ្ដាលនៃមុខកាត់ផងយើងណាគិតពីទីតាំងអនុរហូតដល់ផ្នែកខាងក្រៅគេបងអស់ណាដែលកើតមានកម្លាំងក្នុងនៃការទាញឫសាតែមួយម៉ងពុតបកោមិនថាម៉េចគិតពីពាក់កណ្ដាលមុខកាត់រហូតមកដល់ផ្នែកខាងក្រោមនៃមុខកាត់ផងយើងដែលរងនៃការទាញរងកម្លាំងទាញណាអញ្ចឹងរៀងយើងស្អីគេ simple support អញ្ចឹងទាញទៅណាខាងលើ compression ទាញខាងណាខាងក្រោមហើយបាទបើយើងសិក្សាផ្នែកណាផ្នែកខាងគល់តម្រវិញគឺទាញនៅខាងខាងលើវិញដល់បាទចានេះយើងសិក្សាជា simple support គឺយើងនេះកាត់បែកកណ្ដាលនេះមកនេះរបស់ទាញខាងក្រោមនេះណាបាទចានេះខ្ញុំគុណវិញនេះ 0.5 នៃ A របស់យើងមកកលាផ្ទៃរបស់យើងណាបាទអោបានប្រមាណនេះតៃទៅដាក់ម៉ានសៃ3សៃណាវា require ហ្មងកលាផ្ទៃដែរវា require ហ្មងតែនេះខ្ញុំចែកពាក់កណ្ដាលហើយមកកាត់នេះចែកពាក់កណ្ដាលហ្មងបាទប៉ណ្ណេះវាទៀមទា 5.15 សង់ទីម៉ែត្រក្រេប៉ុន្តែយើងយកយើងខ្ញុំសម្រេចយកដែក DB16 មកប្រើចំនួន3សៃអូអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំប្រើ3DB16 ផងខ្ញុំគុណទៅបានប៉ុន្មាន6សង់ទីម៉ែត្រក្រេលើសហ៎លើសជាប់អូខេណាដែក minimum ជាប់ហ្នឹងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំដូចនេះប្រើដាច់ 3DB16 រហូតក្នុងធ្នឹមផ្នែកខាងក្រោមចោលណាអានោះសម្រាប់អានបោបាទអានបោប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងបោក៏ត្រូវប្រើដែរពេលខ្លះមកវាមានខិតតិចតួចក៏យើងត្រូវតែដាក់ដែរដាក់ដូចគ្នាណាអញ្ចឹងវាច្រើនគេប្រើដាច់ក្នុងយើង search YouTube search internet កម្រឃើញដាច់តែគេប្រើអានបោណាអញ្ចឹងគេប្រើបោ strength បានខ្ពស់ហើយហើយយើង design តែដាច់នឹងទុកជួយនេះគ្នាណាបាទតោះអញ្ចឹងពេលដែលយើងប្រើអានបោនវាបញ្ហាផងអីយើងមិនត្រូវយកពុកអីគេប្រវែងប្រឡោះល្វែងយើង span យើងចែកកំពុះមកកាត់ទៅហ៎ចាំហ៎ធំតើវាធំជាង0ធំជាង35ឬក៏តូចជាង35អត់បើមកវាឡើងវិញណានិយាយហើយខ្ញុំចែកទៅវាមិនតម្លៃវាចេញមក16ជាងអញ្ចឹងវាតូចជាង35ពេលដែលតូចជាង35តម្លៃសម័យកាលដែលខ្ញុំត្រូវរក FPS ផងខ្ញុំយក 4.21 មកប្រើអូណាបាទ 4.21 នេះចារូបមុននេះមកប្រើណានេះប៉ុន្តែគេលក្ខខណ្ឌនេះទៀតនេះអឺនេះអានេះខ្ញុំសរសេរសរុបជានេះនៅយើងមើលមេរៀននេះញ៉ែញ៉ៃតិចមែនទេតម្លៃនេះ FSE ខ្ញុំប្រើវាត្រូវចូលលក្ខខណ្ឌនេះគេ FPY នឹងចន្លោះណានេះមែនទេបាទអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំយកខ្ញុំសេម្ដងមួយមក FSE ខ្ញុំតម្លៃប៉ុន្មាន FPC ROP បាទតម្លៃវាផលធៀបវាអញ្ចឹង FPS ខ្ញុំនេះនេះខ្ញុំចង់ម្ដងទៀតខ្ញុំចង់ឡើងវិញតាមទฤษฎីមានថាបើតូចជាង35យើងមិនត្រូវប្រើអានេះមែនទេត្រូវប្រើកសោមនេះប៉ុន្តែកសោមនោះត្រូវតែម៉េចតម្លៃវាមិនត្រូវអីគេមិនត្រូវលើសពី FPY ហ្នឹងអានេះមែនទេកសោមនេះបាទនេះទាំងពីរហ្នឹងអានេះកាត់នេះតែធំជាង35ជាប្រើនេះអូខេដល់តទៀតណាបាទអញ្ចឹង FPS ខ្ញុំរកបានតម្លៃនេះអានេះបើយើងអានមេរៀននេះអានេះខ្ញុំសង្ខេបឡើងវិញមិនថាម៉េចពេលដែលតូចជាង35គឺរូបមុននេះយកមកប្រើនេះអានេះបាទប៉ុន្តែថាម៉េចយើងកណនីទៅនៅកសោមហ្នឹងវាអត់ឲ្យលើស FPY ហើយនឹង FSE បូកនឹង 4000KSC ឯងអត់អានមេរៀនណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងខ្ញុំសេររបៀបកណនីយកមកអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ខកនេះបានទេខ្ញុំថាបើវាតូចជាងផលធៀបតូចជាង35ហ៎
ខ្ញុំសេ minimum អ្នក3ហ្នឹងហ្មងមិនថាយកតម្លៃ3រូប8សម័យកា3រូបមុនហ្នឹងអាណាតិចជាងគេមកប្រើហ្មងអរណាដូចគ្នាដែរបើធំជាង35ក៏យក3ហ្នឹងមកប្រើដូចគ្នាអរណាខ្ញុំសេក្នុង MathCad ណាបាទអញ្ចឹងពេលកានិពុបចេញចម្លើយនេះបាទអោះសន្មត់ប្រដែលថាវាតូចជាង8អេសណាតោះខ្ញុំកានិដំបូងមកត្រូវចូលលក្ខខណ្ឌនេះគឺចូលលក្ខខណ្ឌណាបាទឡាមនស្កតតា210ជីមកតា2ឯណាបាទជីចាក់បកោតោះមកឆៃដូចមុនទាំងអស់វាវាប្រើដូចមុនទាំងអស់ណាបាទខុសតែកន្លែងនេះមួយនេះ FPS រត់តាមនេះបាទឯកាបរត់ដូចគ្នាបាទ reinforce index អូខេណាស្ទូគ្នា0.31បាត់តាម1ណាបាទតោះមកខ្ញុំចាប់ដើមកានិរង nominal moment មិនវាបានប្រហែលកានិពុបបានប្រហែល189តោនអោឆែកមើល crack មានបញ្ហាឯងបងមក crack ខ្លួនយើងតាមរូបមុនយើងដដែលណានេះបាទអានេះពុបអូខេអត់អីដែរណា crack យើងប៉ុណ្្នេះឯងបាទអញ្ចឹងនេះខ្ញុំ save ហើយថាម៉េចសង្កេតឃើញថាមុំមកពុតប្រកោនៅស្ថានភាពចុងក្រោយបើវាតង់ខ្សែកាបដែលប្រើប្រព័ន្ធ unbound ហ្នឹងណាមានតម្លៃតិចជាងប្រព័ន្ធបោទីនបាទក្នុងករណីយើងប្រើមុខកាត់ដូចគ្នាលក្ខណៈសម្បត្តិនិមេដូចគ្នាទាំងអស់ណាបាទហេអញ្ចឹងដូចអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយតាំងពីដើមមកតាំងពីចំពោះទី1ខ្ញុំថាម៉េចបើយើងប្រើយើងហូតនេះយើងផ្លេតខ្សែកាបយើងប្រើមាន2ប្រព័ន្ធមែនទេ tendon យើងវាមាន bounded tendon និង unbounded tendon បាទអញ្ចឹងខ្ញុំថា unbound ហ្នឹងគឺវាត្រូវបន្ទុកបានតិចជាង bounded បាទហើយព្រោះ bounded នេះយើងមាន crouching edge ជួយទៀតតែវាអញ្ចឹងវាកើតកើនជាងមុនណាបាទអញ្ចឹងនេះអូខេឥឡូវយើងមកចូលដល់ភាពដាបដង deflection ភាពកណីក្នុងការកណីនេះយើងយកលំនាំផុន RC មកប្រើខ្លះប៉ុន្តែសម្រាប់ prestress វិញសាំញ៉ាំជាងនឹងបន្តិចណាបាទ deflection មិនមែនបើនៅក្នុងធ្នឹម RC យើងវាដឹងតដាបចុះក្រោមរហូតមែនទេ deflection រហូតបាទប៉ុន្តែនៅក្នុង prestress អត់ទេវាមានអាទៅលើនេះទៅលើពេលណាបាទយើងវា design ធ្នឹមហើយយើងប្រើកាពេលដែលយើងទាញមែនទេយើងទាញយើងបលែងមកកម្លាំងខ្សែកាបុកចូលមែនទេបុកចូលអញ្ចឹង member អញ្ចឹងវាមិនមិនកោបាទអញ្ចឹងពាក្យបច្ចេកទេសថា camber បាទយើងអានោះយើងឆែកអានឹងទៀតដល់ក្នុង RC តែអត់មានទេ camber បើមិនមាន camber យើងអត់មានទាញដាច់នឹងកើតទេទាញដាច់បាត់ទេតែ400គីឡូទាញ400គីឡូក្នុងនេះហ្នឹងសល់ម៉ៃត្រេទាញដាច់បាត់ហ្នឹងណាកម្លាំងវាខ្សោយអញ្ចឹងតែយើងធ្វើការយើងទុកចោលហើយយើង design ក្នុង RC ក្នុង RC យើងដាក់ដាច់ចោលហើយពេលដែរមានតែទាញដាច់ទេលោកមានចែកជាថ្មី2020អីមានទាញដាក់ដៃខាងពើយើងបាទអេបើកំងស្រេងឡើងដល់ដូចកាបបានទាញបានអីបើសិនកាបយើងទាញដល់តែស្រេង400ក៏ចាប់សិនកាបទាញញាក់ពុកដាច់បាទណាបាទណា